Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin người thấy vaccine Nguyễn Xuân Phúc sang ăn mày gã khố rách Cuba. Có gần 2 năm để chuẩn bị vaccine mà cả Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lo tự ca tụng mình chống dịch giỏi giang. Để rồi khi mà dịch Covid-19 ghé thực sự thì cả Đảng cuống cuồng. Hậu quả là suốt 3 tháng mà không kiểm soát nổi dịch bệnh, tỷ lệ tử vong lên cao ngất ngửa. Số ca tử vong vượt quá 16.000 ca. Vào năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng mà không lo đàm phán mua vaccine. Để rồi bây giờ Việt Nam là nước tiêm vaccine nhỏ giọt, chỉ tương đương với châu Phi mà thôi. Tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất so với các nước trong khu vực. Mất bò mới lo làm chuồng. Đó là cách chống dịch của Đảng Cộng sản Việt Nam và lỗi lớn nhất thuộc về ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong tình cảnh thiếu vaccine, Đảng Cộng sản đã chia nhau đi ăn mày khắp nơi trên thế giới. Tiền thì chưa xuất được bao nhiêu để mua vaccine cả. Hình ảnh ông Chủ tịch nước, ông Thủ tướng, ông Chủ tịch Quốc hội đua nhau đi ăn mày vaccine khắp nơi cho thấy sự vô trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là những người có trách nhiệm. Vì họ chỉ đợi xin về, chứ không lo trước cho dân. Vì vậy mạng sống của dân mới bị coi thường, và tới hàng vạn người phải chết như thế. Và câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại làm như vậy? Nếu có trách nhiệm, sao không đặt mua vaccine trước mà để đến bây giờ nước đến chân mới lo nhảy? Cũng không chịu ký hợp đồng trước, không chịu đặt cọc trước là tội rất lớn với nhân dân, nơi mà họ nói rằng họ đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Cuba bắt tay ông Nguyễn Xuân Phúc. Vào ngày 19 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên đường sang Cuba. Theo báo chí nhà nước, thì ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm ngoại giao, tuy nhiên với bản chất là đến đây để ăn mày vaccine. Vì ở Việt Nam dân đã chết quá nhiều. Hiện nay nước nào có vaccine thì Việt Nam đều đặt mua, bất kể đó là loại tốt hay loại xấu. Vaccine Cuba là loại vaccine mà các nước trong khu vực không thấy quan tâm đến, không biết chất lượng như thế nào. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng mua, vì việc mua vaccine kém chất lượng ấy cũng chỉ là để chích cho người dân, chứ không phải chích cho các quan chức hoặc các đảng viên Đảng Cộng sản của Việt Nam. Quan chức đã tranh nhau chích các loại vaccine của tư bản mất rồi. Và hiện nay, bất chấp những thực tế trên thế giới, Đảng Cộng sản cũng đang mua vaccine Trung Quốc rất tài tiếng về chất lượng, về chích cho người dân cả nước. Dù dân phản đối thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có thể sẽ tìm mọi cách để chích loại vaccine Trung Quốc này cho dân. Và ăn mày đã gặp kẻ ăn mày như thế nào? Ông Nguyễn Xuân Phúc đến Havana từ ngày 18 tháng 9 và sẽ trao đổi về việc Cuba cung cấp chuyển giao công nghệ vaccine giúp Việt Nam ứng phó với Covid-19. Sau khi tới Cuba, ông Phúc tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại nước này. Đây là cách làm thông lệ của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, thường vẫn như vậy. Ai cũng biết, ông Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba là để ăn mày, nhưng báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hết lời ca ngợi, tỏ ra trịnh thượng. Báo chí viết rằng, trong thành phần đoàn Việt Nam thăm Cuba lần này, có lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương với nhiều hoạt động viện trợ, hỗ trợ nhân dân Cuba anh em vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch Covid-19. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã bất lực với Covid, nhưng đến Cuba thì vẫn oang oang, nổ to, nói là giúp đỡ. Ăn mày và giúp đỡ là hai hành động hoàn toàn ngược nhau. Đây là hình ảnh bên phía Cuba ăn mày Việt Nam. Đã nhiều năm nay, báo chí thế giới cho biết Cuba là quốc gia bảo thủ, đất nước nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, họ nghèo và lạc hậu so với thế giới văn minh, chứ không phải so với Việt Nam. Về công nghệ vaccine, Việt Nam đi sau Cuba rất xa, và lần này ông Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba là để bàn bạc vấn đề hợp tác trong cuộc chiến chống lại dịch thông qua việc Cuba cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 17 tháng 9 cũng đã phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala của Cuba do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19. Vaccine này là do công ty ICA sản xuất. Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, trong chuyến thăm này, hai nước sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó có một số dự án hợp tác mới. Cuba là quốc gia ăn mày cũng rất khá, họ sẽ giúp Việt Nam cái này nhưng ép Việt Nam làm cái khác cho họ. Đó là điều mà người dân Việt Nam cũng rất thấy thường thấy ở chính quyền độc tài cộng sản ở vùng Caribe này, và ngay cả Bắc Triều Tiên cũng như vậy. Chiều ngày 18 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất bị Cuba hữu nghị với các dân tộc Nelmi, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam Maria,
một số tổ chức màu mè chẳng quan tâm gì đến sự việc này. Và nổi bật trong các buổi tiếp này, chúng ta thấy có hai gã ăn mày mặc cả lẫn nhau. Phản ứng trước những lời xin xỏ của giới lãnh đạo Cuba, ông Nguyễn Xuân Phúc đáp lại rằng dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn nỗ lực đóng góp hỗ trợ Cuba. Việt Nam luôn dành cho Cuba tình cảm nồng ấm, chia sẻ, đặc biệt là những lúc Cuba gặp khó khăn nhất. Nói chung là hai phía đều dùng những từ hoa mỹ để mô tả, nhưng thực chất là hai phía đều ăn mày qua lại mà thôi. Sau khi kết thúc chuyến thăm Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 và có một số hoạt động trong địa phương tại Mỹ vào ngày 21 đến 24 tháng 9. Được biết, Việt Nam và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 2 tháng 12 năm 1960, 2 năm sau khi cách mạng Cuba thành công. Trao đổi thương mại hai nước vào năm 2020 ở mức chỉ có 178 triệu đô la, giảm 21,3% so với năm 2019 do tác động của COVID-19. Hôm 29 tháng 7 tại Việt Nam, ông Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba có trụ sở Đại sứ quán ở Hà Nội. Khi này, phía Cuba đã xin được 12.000 tấn gạo từ Việt Nam. Đây là hình ảnh Việt Nam xin Cuba giúp đỡ vaccine. Trước đó vào hôm 16 tháng 7 năm 2020, Việt Nam cũng đã trao tặng 3 tấn vật tư y tế cho Cuba, bao gồm bộ kit chuẩn đoán nhanh, bộ vận chuyển lấy mẫu xét nghiệm, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ v.v. để giúp Cuba giải quyết những khó khăn trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán. Đến chiều ngày 5 tháng 8 năm 2020, Cuba đã tặng lại cho Việt Nam hàng ngàn lọ thuốc sản sinh kháng thể phòng virus Vũ Hán và cử chuyên gia vào Quảng Nam, Đà Nẵng để hỗ trợ phòng dịch. Và bây giờ, Cuba cũng hứa cung ứng lượng lớn vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Ông Diaz, Chủ tịch Cuba, cho biết Cuba sẽ nỗ lực cung ứng vaccine, sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định với ông Chủ tịch Cuba là tình đoàn kết Việt Nam-Cuba không thể lay chuyển, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm. Nói chung là hai ông ăn mày xin qua xin lại, nhưng ngôn từ thì rất màu mè. Và cho đến lúc này thì dư luận đặt ra câu hỏi, không biết vaccine của Cuba sẽ ra sao. Như vậy là Cuba hứa cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Abdala của Cuba cho Việt Nam. Tuy nhiên, vaccine mà Việt Nam sản xuất theo công nghệ Cuba sẽ như thế nào thì đó cũng là một câu bị bỏ ngỏ. Ông Chủ tịch Cuba cũng cảm ơn Việt Nam đã viện trợ gạo. Ông Chủ tịch Cuba nói từ nay tới cuối năm 2021, cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Đây là hình ảnh dư luận đặt ra câu hỏi, không biết chất lượng vaccine của Cuba như thế nào. Tập đoàn Dược phẩm Sinh học Quốc gia Cuba BioCuba Pharma hồi cuối tháng 6 cũng thông báo vaccine COVID-19 tiêm 3 mũi Abdala đạt hiệu quả 92,28% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Trước đây, Trung Quốc cũng thông báo vaccine Sinopharm của họ đạt hiệu quả 95%, nhưng cuối cùng thì cả thế giới đánh giá thấp loại vaccine này. Cho tới nay, chưa có vaccine nào từ phía các nước cộng sản mà làm cho thế giới tin tưởng được cả. BioCuba Pharm cho biết chỉ 0,8% người tiêm vaccine nội địa mắc bệnh trong lúc Cuba trải qua đợt bùng phát liên quan đến biến chủng Delta. Nhận định đây là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy vaccine phát huy tác dụng ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng kể cả biến chủng Delta. Cuba bắt đầu tiêm vaccine Soberana và Abdala ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào cuối tháng 5, như một phần của quy trình thử nghiệm lâm sàng. Hơn 3 triệu người Cuba đã tiêm đủ 3 liều, 4,3 triệu người đã tiêm ít nhất 2 liều và 4,8 triệu người đã tiêm ít nhất 1 liều. Có vaccine là điều tốt, tuy nhiên nếu là vaccine kém chất lượng thì đó cũng là trường hợp đáng để lo ngại. Đại dịch COVID-19 ập đến, Đảng Cộng sản trở tay không kịp, đấy là một tội ác. Ông trời đã cho Việt Nam gần 2 năm để chuẩn bị chống dịch, mà Đảng Cộng sản Việt Nam không chuẩn bị được. Hậu quả là người dân phải gánh chịu, dân gánh mọi sai lầm của Đảng bằng chính mạng sống của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021 với bản tin Người thấy vaccine, Nguyễn Xuân Phúc sang ăn mày đã khố rách Cuba. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de